Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về cây xanh ở Hà Nội vẫn đang rất nóng và chưa có hồi kết. Mặc dù trong vài ngày qua thì Hà Nội đã có những giải thích thêm về đề án gây tranh cãi này, thậm chí là đã có động thái xử lý một số cá nhân cụ thể có liên quan. Nhưng dư luận nói chung vẫn đang có rất nhiều băn khoăn. Một vấn đề tưởng như là không khó để xác minh là việc cây trồng thay thế trên phố Nguyễn Chí Thanh rốt cuộc là cây gì thì vẫn đang có những ý kiến trái chiều. Trong bản tin tối ngày hôm qua thì chúng tôi đã trích ý kiến của các nhà khoa học đầu ngành về lâm nghiệp khẳng định đó là cây mỡ, một loại cây không có trong danh mục cây đô thị. Thế nhưng cũng trong tối qua, Sở Xây dựng Hà Nội lại có văn bản một lần nữa khẳng định đó là cây vàng tâm. Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện các cây được trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh là cây vàng tâm với đặc điểm cao trung bình 25-30m. Đường kính thân cây 70-80cm, vỏ cây có màu xám trắng, thịt màu vàng nhạt, đầu nhọn, gốc hình nêm, hoa màu trắng, cuống hoa dài 1-2cm. Sở này cũng cho hay đã có văn bản nêu và nghiệm thu về loại cây này. Trước đó, ngày 10 tháng 3, Sở đã đề xuất thay thế toàn bộ cây trên đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây vàng tâm và được thành phố chấp thuận. Đã có hàng trăm cây này hiện đang được trồng thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh. Rất nhiều nhà khoa học đã lên tiếng khẳng định loại cây này là cây mỡ, không phải vàng tâm. Trước những mâu thuẫn này, lãnh đạo Hà Nội cho hay sẽ mời nhà khoa học thẩm định và công bố kết luận.